Các bản quyền Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn Giọng đọc Quy Đạt Lời giới thiệu Thành công thuộc về người chiến thắng Con người đang nắm giữ một nguồn năng lượng đang ngủ sâu Họ không ngờ rằng một khi được đánh thức và khởi động Chính nguồn năng lượng này sẽ sang trang cho cuộc đời họ Orison Squad Marden khả năng tiềm ẩn của một người có thể lớn hơn gấp trăm lần những gì họ thể hiện trong suốt cuộc đời cũng giống như việc bạn đạt được mục tiêu lớn nhất ở thời điểm hiện tại không có nghĩa là bạn không thể chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai nếu chúng ta không tự đặt ra những giới hạn cho bản thân thì khả năng của con người là vô hạn trăng trở lớn cách đây nhiều năm tôi bắt đầu băn khoăn một điều tại sao người này lại thành công hơn người kia câu trả lời đã khiến tôi ngạc nhiên và chắc chắn cũng khiến nhiều người phải giật mình nó rất đơn giản đó là những gì chúng ta đang làm và kết quả đạt được ở thời điểm hiện tại sẽ quyết định thành công trong tương lai thành công đó còn dựa trên chất lượng công việc tốc độ và hiệu quả đạt những mục tiêu mà mỗi người hướng đến dĩ nhiên thành công không xuất phát từ lời nói mong muốn hy vọng hay những dự định trong một tương lai mơ hồ nào đó mà nó xuất phát từ hành động giống như henry ford đã nói những điều còn nằm trong kế hoạch chẳng thể nói gì về tương lai của bạn chúng ta đang sống trong thời đại tên lửa mọi thứ thay đổi với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử loài người điều này dễ làm cho con người trở nên sao nhãn không còn tin vào bản thân và mất đi động lực do đó họ trở nên chậm chạp quen nói nhiều và ngại bắt tay vào hành động tài sản quý giá nhất tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp là gì theo đại học kinh doanh harvard đó chính là uy tín tài sản quý giá nhất của một tổ chức chính là những điều người ta nói về họ về sản phẩm dịch vụ mà họ mang đến cho khách hàng và cho cả những người sắp trở thành khách hàng của họ chạy theo sự thay đổi chóng mặt của công nghệ thông tin và thị hiếu của khách hàng các nhà cung cấp buộc phải liên tục thay đổi sản phẩm và dịch vụ của mình với tốc độ nhanh nhất có thể tuy nhiên uy tín của nhãn hàng không vì thế mà thay đổi chúng ta có thể nhìn vào những ông trùm công nghệ như apple và google uy tín của họ mạnh đến nỗi bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được họ cung cấp đều nghiễm nhiên được xếp ở vị trí hàng đầu thế giới hoàn thành các mục tiêu yếu tố quan trọng nhất giúp tạo nên uy tín của bạn là khả năng bắt đầu và hoàn thành một nhiệm vụ khi bạn tạo ra được thành quả Mọi người sẽ biết đến bạn thông qua tốc độ và hiệu quả trong công việc. Ngoài ra, một người luôn đạt được mục tiêu đặt ra nhất định sẽ tìm thấy nhiều niềm vui, có tinh thần phấn chấn, gặt hái nhiều thành công và tạo ra nhiều cuộc cải hơn. Vậy, mục đích lớn nhất trong cuộc đời bạn là gì? Theo Aristotle, con người ta lần lượt đặt ra cho mình những mục tiêu nối tiếp nhau và suy cho cùng, đằng sau tất cả những mục tiêu ấy vẫn chỉ là mưu cầu hạnh phúc. Tất cả mọi thứ bằng làm, dù thành công hay thất bại, bằng cách này hay cách khác, đều là sự nỗ lực để được hạnh phúc. Trong thực tế, hơn tất cả của cải và thành tựu bạn có được, cảm giác hạnh phúc thật sự sau khi hoàn thành mục tiêu là thước đo chính xác nhất mức độ thành công của bạn. Thành công đôi khi sẽ đến chậm, con người cần kiên nhẫn. Thành tựu về hạnh phúc vậy làm thế nào để được hạnh phúc hạnh phúc đơn giản nhất là khi bạn tìm ra cho mình một mục tiêu hay nhận ra một lý tưởng sống đó là cảm giác hài lòng và hân hoan khi từng bước hoàn thành những mục tiêu mà bạn cho là quan trọng tất cả mọi người đều muốn chiến thắng hay nói cách khác họ muốn được nhận diện là người chiến thắng vậy làm thế nào để chiến thắng câu trả lời rất đơn giản hãy giành lấy nó hãy là người chạm đích đầu tiên trên đường đua. Đối với tất cả những nhiệm vụ được giao, hãy là người hành động đầu tiên và hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy tự hào về chính mình. Não của bạn sẽ tự động giải phóng endorphins, một loại thuốc hạnh phúc của tự nhiên, mang lại cảm giác bình an và hưng phấn. Đó chính là cảm giác của một người chiến thắng. Bắt đầu và thực hiện khả năng bắt tay vào thực hiện những mục tiêu quan trọng và không ngừng nỗ lực cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng chính là chìa khóa đưa chúng ta đến thành công và hạnh phúc trong cả công việc lẫn cuộc sống trong các trang sách sau đây tôi sẽ chia sẻ với bạn một phương pháp đơn giản đã được chứng minh trong thực tế giúp bạn đạt được nhiều thành công hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn so với người khác nào hãy bắt đầu hết lời giới thiệu Thành công thuộc về người chiến thắng. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 1 Chướng ngại vật lớn nhất trên hành trình đến thành công. Con người tạo ra thói quen và thói quen định hình cuộc đời họ. John Dryden Có tới 95% thành công hay thất bại của chúng ta xuất phát từ thói quen. Thói quen tư duy và thói quen ứng xử khác nhau hình thành thông qua những trải nghiệm trong cuộc sống dẫn đến những phản xạ khác nhau những thói quen tiêu cực chính là trở ngại lớn nhất trên con đường dẫn đến thành công chúng vô tình khiến cho con người ta không thể nhận ra năng lực thực sự của mình tất cả những thói quen từ tư duy đến ứng xử đều được hình thành thông qua quá trình học hỏi bởi vì con người có thể luyện tập để hình thành một thói quen mới nên họ hoàn toàn có thể từ bỏ thói quen này để thay vào một thói quen khác tích cực và mang tính xây dựng, giúp họ nhanh chóng bắt tay vào thực hiện và tập trung hoàn thành mục tiêu. Khi đó, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn và thăng tiến hơn trong công việc. Phát triển thói quen mới, tích cực hơn Thói quen dù tích cực hay tiêu cực đều được hình thành qua một quá trình thu nạp thông tin mới và sự lặp lại của các hành động dựa trên những thông tin đó, cho đến khi trở thành phản xạ tự nhiên. Khi thói quen được thiết lập hoàn chỉnh, đó sẽ trở thành một phần tự nhiên trong con người bạn Tất cả những hành động dựa trên thói quen đó sẽ hoàn toàn tự động Và bạn nghiễm nhiên không cần phải giải thích gì về chúng Những thói quen xấu đều xuất phát từ giới hạn chủ quan Chúng ta thường hay vạch ra những giới hạn cho bản thân Ngay cả khi chúng không thực sự tồn tại Khi bạn tin rằng mình không thể, bạn sẽ không bao giờ có thể Thách thức niềm tin của bản thân để trở nên thành công hơn điều đầu tiên bạn cần làm là kiểm chứng các giả định tiêu cực mà bạn đặt ra cho mình những sinh viên bị điểm kém thường cho rằng mình không thông minh nhưng rồi họ sớm nhận ra rằng rất nhiều người thành công trong các ngành công nghiệp khổng lồ cũng đã từng bị điểm kém như vậy nhiều người tự cho rằng bản thân mình không sáng tạo không có tính kỷ luật không biết quản lý thời gian không đúng giờ hoặc không có khả năng học hỏi hay áp dụng những điều mới và thế là họ thất bại Họ tự nhủ. Tôi là một người như vậy. Họ thực sự nghĩ rằng bản thân họ không bao giờ có thể phát triển và thành công hơn. Do đó, dĩ nhiên là họ không thành công. Hầu hết các niềm tin tiêu cực đều sai lệch. Chúng được hành thành dựa trên những thông tin mà chúng ta thu nạp hàng ngày. Có thể từ ý kiến hay những lời chỉ trích của người khác. Đôi khi, chúng đến từ một mẫu tin bối tử vi mà bạn vô tình đọc được đâu đó điều kìm hãm tiềm năng của con người giới hạn to lớn nhất chính là nỗi sợ thất bại con người thường hay lo sợ mất mát sợ cái nghèo sợ sai lầm hoặc sợ không đạt được mục tiêu họ tự đặt ra cho chính mình những người mang trong mình nỗi lo thất bại luôn tìm kiếm lý do để trì hoãn tất cả mọi việc họ chọn chứng minh một ý tưởng tồi thay vì đi tìm một ý tưởng hay hoặc bị ám ảnh bởi những rủi ro mất mát về thời gian và tiền bạc nỗi lo thất bại giống như tất cả các nỗi sợ khác làm tê liệt hành vi tắc nghẽn ý tưởng và làm họ cảm thấy hoảng sợ những chú voi bị thuần hóa như thế nào trong các buổi hội thảo của mình tôi thường đặt ra câu hỏi làm thế nào để thuần hóa một chú voi ấn độ có một thời voi ấn độ được xem là chiến xa của các maharaja với binh lính và gậy gọc trên lưng với tham gia những trận chiến như những chiến binh thật thụ, tấn công kẻ thù bằng đôi ngà sắc nhọn của mình. Chúng mạnh mẽ và hung hãn, dũng mãnh trong các trận chiến, khiến cho quân địch nhìn thấy phải khiếp sợ và tháo chạy. Thế nhưng ngày nay, những chiến binh khổng lồ ấy lại trở thành những cánh tay khuân vác đắc lực của con người. Chúng hiền hòa kéo cày trên những cánh đồng, cân mẫn chở gỗ từ rừng, có mặt bất cứ khi nào chủ nhân cần. Sau đó quay về chuồng và ngoan ngoãn chờ đợi nhận nhiệm vụ mới vào ngày hôm sau. Tính hung hãn và khả năng tấn công kẻ thù của chúng hoàn toàn biến mất. Chuyện gì đã xảy ra với chúng? Thuần hóa một con voi. Quá trình thuần hóa voi được bắt đầu khi chúng còn nhỏ. Người ta dùng một sợi dây thần lớn buộc chân voi con vào một chiếc cọc được chôn sâu vào lòng đất. Theo phản xạ, voi con đòi quay trở về với mẹ. Nó kêu la, dễ dụ và đấu tranh để trốn thoát nhưng sợi dây thần quá lớn chiếc cọc được chôn quá sâu khiến cho tất cả mọi nỗ lực của nó đều trở nên vô ích cuối cùng voi con bỏ cuộc người ta đưa voi con đi và buộc nó vào cọc như vậy nhiều giờ liền mỗi ngày sau một thời gian ngắn voi con chấp nhận việc bị buộc chân vào cọc hàng ngày và thôi nghĩ đến việc trốn thoát nó đã được huấn luyện để hình thành kiểu tư duy tệ hại nhất trong thế giới hiện đại của loài người được các nhà khoa học gọi là tư duy buông xuôi. Chú voi bỏ cuộc Bạn biết đấy, một con voi trưởng thành có thể nặng đến vài tấn. Bởi nó vốn dĩ là loài động vật lớn nhất trên mặt đất. Nhưng chú voi được thuần hóa sẽ bị một sợi dây thần thôi miên. Nó sẽ ngừng di chuyển hoặc đấu tranh khi chân bị buộc lại, thậm chí chỉ bằng một sợi dây thần rất nhỏ. Tất cả những gì người ta cần làm là buộc đầu còn lại của sợi dây vào một chiếc cọc tạm nào đó và rồi họ có thể yên tâm rằng một con voi với sức mạnh có thể đánh sập ngôi nhà của họ sẽ đứng yên chờ phục tùng họ vào sáng hôm sau điều tương tự cũng xảy ra khi chúng ta còn là một đứa bé từ nhỏ chúng ta đã quen nghe những lời cấm đoán từ bố mẹ đôi khi còn bị phạt nếu làm trái ý người lớn chúng ta lớn lên trong môi trường như vậy cảm thấy mình nhỏ bé cảm thấy mình không có năng lực và yếu đuối chúng ta sợ thử thách và sợ những điều mới mẻ căn nguyên của thói quen buông xuôi hầu hết mọi người đều trải qua những điều tương tự như thế khi còn bé giống như chú voi con khi lớn lên bất cứ khi nào phải đối mặt với những điều mới mẻ khác biệt bất ngờ hoặc không chắc chắn suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong ta là mình không thể mình không thể mình không thể nỗi lo thất bại sẽ khiến bạn ngại thử thách và sợ rủi ro. Giống như con voi bị buộc chân, bạn không thể bứt phá. Thay vì tìm cách vươn lên, bạn chỉ nghĩ đến khả năng thất bại và những điều tồi tệ có thể sẽ xảy ra. Đây là lối tư duy thụ động của 80% dân số thế giới. Đặt mục tiêu lớn Tôi có một câu hỏi dành cho bạn. Bạn có muốn được hạnh phúc, khỏe mạnh, nổi tiếng và giàu có không? đa số câu trả lời đều là có mọi người đều nghĩ rằng đó đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn tất nhiên tôi muốn được hạnh phúc khỏe mạnh nổi tiếng và giàu có chứ vâng bạn nghĩ bạn muốn nhưng bạn có chắc rằng sâu thẳm trong bạn tin mình có thể làm được điều đó hay không làm thế nào để biết được bạn có thật sự muốn hãy tập trung theo đuổi ước mơ và tiếp tục tiến tới mục tiêu của bạn l l khôn hãy tự hỏi mình đang làm gì nếu bạn thật sự mong muốn có được những điều tuyệt vời bạn chắc chắn đang vươn mình ra ngoài làm việc chăm chỉ mỗi ngày và không có gì có thể khiến bạn ngừng lại cho đến khi đạt được thành quả hành động nói lên tất cả việc bạn nói gì muốn gì hy vọng gì hay dự định làm gì đều không quan trọng điều quan trọng là bạn làm gì chính những điều bạn làm trong từng giờ từng phút sẽ cho bạn biết bạn thật sự là ai và đang thật sự mong muốn những gì. Tất cả những quyết định bạn đưa ra trong quá khứ đã tạo nên bạn của ngày hôm nay. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể thay đổi tương lai. Bạn hoàn toàn có thể thành công hơn trong tương lai nếu như quyết định khôn ngoan hơn ở hiện tại. Chìa khóa thành công Bởi vì 95% những gì bạn làm, dù tích cực hay tiêu cực, được xuất phát từ thói quen của bạn. Do đó, bí quyết để tạo ra một tương lai tươi đẹp cho bản thân là phát triển những thói quen mới để có thể trở thành hình mẫu bạn mong muốn và đạt được mục tiêu của chính bạn. Xây dựng được một thói quen mới tích cực sẽ giúp bạn nâng cao đời sống cá nhân. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Nó sẽ sớm trở thành phản xạ của bạn và giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong mọi việc. Cảm giác hạnh phúc và tự hào mà thói quen mới mang đến cho bạn có thể khiến cho việc quay trở lại với thói quen xấu trở nên khó khăn hơn. Phát triển một thói quen mới Làm thế nào để phát triển một thói quen mới, tích cực hơn? Giống như các bạn có thói quen cũ tiêu cực, một thói quen mới được hình thành qua quá trình lặp đi lặp lại một hành động nào đó. Và đây là công thức. một Tập trung phát triển một thói quen tại một thời điểm. Hãy bắt đầu với điều gì đó đơn giản một thói quen của người thành công. Chẳng hạn như thói quen đúng giờ. Hãy tập trung phát triển một thói quen cho đến khi bạn có được nó. 2. Hãy quyết tâm đúng giờ ngay từ giây phút này. Sự quyết tâm đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hình thành một thói quen mới. Hãy nhớ, lý do thất bại của nhiều người là không đủ quyết tâm. 3. Tạo ra một khẳng định tích cực là bạn đã có được thói quen mới. Hãy tưởng tượng bạn đã có được thói quen đúng giờ và luôn nghĩ rằng tôi không bao giờ trễ hẹn. Lặp đi lặp lại suy nghĩ này như một thần chú cho đến khi nó vào tiềm thức và trở thành một câu lệnh cho tất cả mọi việc bạn làm. Câu lệnh này sẽ giúp bạn trở nên đúng giờ hơn. Cuối cùng, bạn sẽ cảm thấy hài lòng với khả năng đúng giờ của mình. Vince Lombardi là một huấn luyện viên bóng đá, người đã nổi tiếng với khái niệm mang tên mình. Thời gian Lombardi Thời gian Lombardi được định nghĩa là 15 phút trước giờ dự kiến. Các cầu thủ được huấn luyện theo thời gian Lombardi, luôn có mặt ở trạm xe buýt lúc 8 giờ 45 nếu xe buýt dự kiến xuất bến vào lúc 9 giờ. Nếu không, họ sẽ không được lên chuyến xe ấy. Hãy bắt đầu tập luyện thời gian Lombardi trong mọi việc. Hãy quyết tâm không chỉ đúng giờ mà còn sớm hơn 10 đến 15 phút cho mỗi cuộc hẹn. 4. Hãy xem bản thân mình là một người luôn đúng giờ cài đặt trong tư duy một bức tranh thể hiện chính xác những điều mà một người đúng giờ sẽ làm. Những cải tiến trong tư tưởng nhất định sẽ dẫn đến cải tiến trong hành động. 5. Hành động như thể trước giờ bạn là một người đúng giờ. Hãy hỏi bản thân, mình sẽ hành xử như thế nào nếu là một trong những người đúng giờ nhất? Hãy làm theo những gì mà bạn nghĩ những người đúng giờ khác sẽ làm. Làm như bạn đã có thói quen mà bạn muốn có. 6 hãy cảm nhận cảm giác tự hào hạnh phúc và chủ động khi bạn luôn luôn đúng giờ chính những cảm giác này sẽ đưa thói quen và hành vi đúng giờ tiến sâu hơn vào tiềm thức của bạn làm cho thói quen mới này nhanh chóng trở thành một phản xạ tự nhiên giúp cho việc đúng giờ trở nên dễ dàng hơn với bạn có một phát hiện hết sức tuyệt vời rằng khi một thói quen tích cực được hình thành những thói quen tích cực khác sẽ được củng cố và ngược lại mất đi một thói quen tích cực đồng nghĩa với khả năng mất đi nhiều thói quen tích cực khác trong bạn căn bệnh tệ hại nhất căn bệnh tệ hại nhất đối với thành công của một người chính là ngụy biện nó làm cho người ta luôn đưa ra những lý do để chối bỏ những khuyết điểm hoặc sai lầm nó giết chết thành công một trong những đặc điểm dễ thấy ở những người luôn cố gắng chính là họ không bao giờ phàn nàn hay giải thích cho bất cứ lỗi lầm nào Họ không bao giờ bào chữa hoặc biện minh cho hành vi của mình. Họ là những người không bao giờ lấy lý do kẹt xe để bào chữa cho việc trễ hẹn. Loại bỏ những từ ngữ tiêu cực trong từ điển của bạn. Đừng bao giờ nói tôi sẽ cố gắng hoặc tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúng là lời bào chữa được chuẩn bị trước cho thất bại trong tương lai. Khi ai đó nói, tôi sẽ cố gắng làm điều đó trước một thời điểm nào đó. Điều ấy có nghĩa là tôi cho bạn một tín hiệu rõ ràng rằng tôi sẽ thất bại tôi sẽ không thực hiện đúng hẹn bạn không thể đổ lỗi cho tôi nếu điều đó xảy ra việc bào chữa khiến cho bạn cảm thấy bản thân nhỏ bé và không tự tin vào chính mình bạn chẳng thể dùng những lời ngụy biện đó để đánh lừa ai mọi người đều biết những kẻ ngụy biện là những người không đủ năng lực và không đáng tin cậy trong bất kỳ tình huống nào hòn đảo ảo tưởng chúng tôi hay đùa rằng mọi người đều muốn thành công giàu có khỏe đẹp nổi tiếng và tận hưởng một cuộc sống tuyệt vời nhưng trước khi bắt đầu thực hiện những ước muốn đó họ quyết định rằng họ cần một kỳ nghỉ ngắn ngày và thế là họ đưa nhau đến một đời nghỉ dưỡng tuyệt vời hòn đảo mang tên một ngày nào đó tôi sẽ họ nói một ngày nào đó tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn và được thăng tiến một ngày nào đó tôi sẽ đọc cuốn sách đó và nâng cao kỹ năng của mình một ngày nào đó tôi sẽ bắt đầu chương trình giảm cân và trở nên xinh đẹp. Một ngày nào đó tôi sẽ học cách quản lý thời gian của mình để có thể làm việc hiệu quả hơn. Vân vân và vân vân. Họ tự gia mình trên hòn đảo mang tên Một ngày nào đó tôi sẽ cùng với những người cũng tự gia mình trên hòn đảo này. Và bạn thử đoán xem, họ sẽ nói gì với nhau? Họ nói với nhau rằng Một ngày nào đó tôi sẽ... Đó là lời ngụy biện ngọt ngào nhất. Lời ngụy biện ngọt ngào. Sở thích của những cư dân trên hòn đảo này là cùng nhau tung hứng những lời bào chữa. Họ hỏi nhau, Lý do bạn ở đây, trên đảo này là gì? Và sau đó họ đi lùi tới, chia sẻ lý do mà họ cho là hợp lý nhất để giải thích vì sao họ không thể đánh thức tiềm năng của mình. Mark Twain đã từng nói, Có một nghìn lời bào chữa cho thất bại, nhưng chẳng lý do nào chính đáng. Vì vậy, bí quyết thành công chính là rời khỏi hòn đảo của những kẻ ngụy biện ngay. Không còn ngụy biện, không còn hòn đảo ảo tưởng. Thay vào đó, hãy quyết tâm luyện tập lần lượt những thói quen tích cực ngay từ giờ phút này. Trước tiên, bạn cần xác định một thói quen có thể giúp bạn thành công và bắt đầu luyện tập để có được nó trong vòng một tháng. Hãy luyện tập mỗi ngày và đừng cho mình bất kỳ một ngoại lệ nào. Hãy quy ước rằng mọi sự vi phạm đều sẽ đưa bạn trở về và xuất phát cho đến khi thói quen đó ăn sâu vào tiềm thức và giúp bạn làm mọi việc dễ dàng hơn. Hãy tiếp tục lựa chọn và luyện tập thói quen tích cực tiếp theo để trở nên thành công như bạn muốn. Nhưng trước hết, hãy luyện tập cho mình thói quen bắt đầu và tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất. Hết chương 1. Chướng ngại vật lớn nhất trên hành trình đến thành công.